Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Độc. Đây là một cái video mà mình nói về việc vệ sinh điều hòa. Mình sẽ chia sẻ tất cả về việc vệ sinh điều hòa, không che giấu một cái gì cả. Sau 5 năm đi làm cái ngành nghề vệ sinh điều hòa này, quyết định đưa ra một cái việc, đó là chia sẻ về cái việc tất cả, không giấu các bạn gì về vệ sinh điều hòa. Và đây có lẽ là một cái video sẽ rất là vui cho các bạn. Nếu như các bạn là khách hàng đã sử dụng dịch vụ của mình, đã sử dụng đến cái dịch vụ vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa của mình, thì các bạn có thể nhớ được cái gương mặt của mình. Và mình cảm ơn tất cả quý khách hàng vẫn yêu mến mình trong những ngày tháng qua và vẫn sử dụng cái dịch vụ của bên mình. Và mình cũng xin chia buồn với tất cả quý khách hàng mà mình chưa phục vụ được, đặc biệt là những quý khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Hải Phòng, vì mình chỉ phục vụ ở trong nội thành Hải Phòng một chút, và đặc biệt là khu vực Thủy Nguyên cũng như Quán Toàn mà thôi. Còn các khu vực khác thì quá xa, xa trên 15 cây là mình không muốn làm vệ sinh điều hòa rồi. Bởi vì là cái giá vệ sinh điều hòa nó chỉ có khoảng tầm 180.000 đến 250.000 thôi, mà phải di chuyển một quãng đường quá xa thì mình cảm thấy rất là ái ngại. Bởi vì ví dụ như là di chuyển quá 15 km ấy, thì các bạn biết là nếu như một người xe ôm, người ta đi chỉ cần đi xe ôm thôi cũng là mất 100.000 hoặc hơn 100.000 tiền đi xe ôm, nếu như mà đi quá 15 cây, đúng không? Thì mà mình đi bảo dưỡng điều hòa, mình đi hơn 15 cây đến rửa được cái máy điều hòa, vệ sinh được cho máy điều hòa cho khách xong thì cũng chỉ lấy được có 200.000 thôi, thì thật sự là cái công nó chả đáng, đúng không? Chả đáng, nó rất là mất thời gian thôi. Nhưng mà công quy là cái nghề nó theo cái nghiệp, việc gì mà chúng ta khách hàng mà sử dụng dịch vụ với mình mà mình cảm thấy vui lòng và hạnh phúc với cái công việc thì mình vẫn tiếp tục làm với khách hàng. Thì thứ nhất là mình sẽ nói về định nghĩa vệ sinh điều hòa là vệ sinh cái gì, đúng không ạ? Định nghĩa về cái việc vệ sinh điều hòa thì chắc chắn tất cả quý khách hàng và tất cả những người sử dụng dịch vụ vệ sinh điều hòa hay là bảo dưỡng điều hòa đấy, thì các bạn sẽ không biết được định nghĩa là cái vệ sinh điều hòa nó là vệ sinh cái gì. Thế thì chúng ta thường gọi vệ sinh nó là bảo dưỡng, đúng không ạ? Chúng ta gọi là vệ sinh là bảo dưỡng. Thực ra thì cái từ bảo dưỡng này nó rất là dễ hiểu thôi, nhưng có nhiều người thấy cái từ này nó từ Hán Việt và không từ chối hiểu cái từ này. Nhưng mà bảo dưỡng rất là đơn giản thôi. Bảo dưỡng có nghĩa là vệ sinh, chính là rửa đấy. Vệ sinh hay là rửa, hay là làm sạch, hay là đánh bóng, hay là reset, hay là làm mới lại. Đấy. Thì nó bảo dưỡng là như vậy, những cái từ nó mang ý nghĩa như thế này. Thế còn cái việc bảo dưỡng điều hòa thì là bảo dưỡng cái gì? Điều hòa nó gồm hai cái bộ phận, các bạn phải biết qua cái cấu tạo đi, là có giàn nóng và giàn lạnh. Đấy. Thì chủ yếu của việc bảo dưỡng điều hòa là bảo dưỡng cái giàn nóng và giàn lạnh này. Bên đây mình sẽ tra cho các bạn giàn nóng điều hòa. Đây, giàn nóng đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đây, các bạn nhìn thấy giàn giải nhiệt đây. Ok, đây, đây chính là bảo dưỡng cái này. Đấy, bảo dưỡng cái này thôi. Đây, thì có rất nhiều khách hàng nghĩ là chúng tôi phải tháo cái này thôi. Đấy, phải hạ cái điều hòa xuống mặt đất, hoặc là phải tháo hết vỏ của cái điều hòa ra thì chúng tôi mới rửa được cái này. Nhưng thực ra thì điều hòa họ đã sản xuất cái công nghệ đây, các bạn nhìn đây. Chúng ta chỉ cần đi làm điều hòa đấy, thì bảo dưỡng điều hòa ta có thể tháo như thế này. Kỹ nhất là tôi tháo như thế này rồi. Còn nếu cái trường hợp mà ví dụ như cái vị trí lắp đặt của nhà quý khách ấy, mà nó lại khó tháo rời, nó khó tháo rời hay là nó khó việc cho chúng tôi bảo dưỡng, thì chúng tôi cũng cứ để nguyên. Để nguyên là nó như thế này. Để nguyên như thế này chứ không cần phải ấy nữa. Chúng tôi sẽ để nguyên, tức là để nguyên cả vỏ như thế này mà vệ sinh được. Bởi vì cái mặt đằng trước là chúng ta sẽ nhìn thấy cái ô lưới, đúng không ạ? Mặt đằng trước ta nhìn thấy ô lưới như thế này. Nhưng mà đằng sau nó cũng là những cái ấy thôi. Đằng sau nó cũng là ô lưới thôi, nó không hề có cái gì kín cả. Đây, đằng sau nó cũng hở như thế này. Đây các bạn nhìn này, nhưng ngay cả điều hòa trung tâm thì đằng sau nó cũng hở như thế này. Đấy. Thì các bạn cứ ra nhìn cái điều hòa nhà các bạn là các bạn biết rồi, ở đây tìm mãi không thấy cái ảnh mà chúng ta cần phải tìm. Đó, để cho các bạn hiểu được cái đại ý là như thế. Thế thì giàn nóng và giàn lạnh. Thế còn đây, tra luôn giàn lạnh cho các bạn luôn. Giàn lạnh tức là để làm lạnh thôi, còn giàn nóng là để làm nóng thôi. Thế đây các bạn nhìn đây, giàn lạnh đây. Đây là giàn lạnh tủ lạnh, đúng không ạ? Giàn lạnh tủ lạnh, nhưng mà mình sẽ tìm cái hình ảnh thôi. Giàn lạnh của điều hòa. Đây, các bạn nhìn đấy. Khi mà các anh thợ đi điều hòa thì là thường họ sẽ tháo ra chờ cho nó cởi trần cởi chuồng như thế này. Đây. Đấy, cởi trần cởi chuồng như thế này, cái dạng cởi chuồng như thế này. Đấy.
Dạ, cởi chuồng như này là anh em có thể làm, thì anh em sẽ vệ sinh cho các bạn cái lưới lọc ở trong này. Đấy, cái lưới lọc đây này, cái lưới lọc xanh xanh như này. Đấy, còn những cái lưới lọc xanh xanh chưa? Đấy, hoặc là anh em sẽ tháo tung ra như này để bảo dưỡng các bạn. Thế còn như lọc đi làm thì lọc chỉ tháo một cái cản ra ngoài thôi, lọc chỉ tháo một cái quản cản mặt lạ thôi, lọc chỉ tháo cản mặt lạ và lưới xanh xanh thì lọc xịt luôn vào trong. Đấy, thì nó sẽ đỡ bắn hơn và nó cũng sạch luôn cả vỏ cả ấy luôn, chứ mình không tháo ra thì nó quá mất thời gian và rất là phức tạp. À, nhiều khi là tháo ra thì nó sẽ bắn nước vào trong cái ổ điện, các bạn nhìn cái ổ điện này. À, nếu ta tháo ra nó sẽ hở cái mạch điện như này. À, nếu như không phải là hãng Daikin hay là hãng Bala LG thì nó sẽ hở như thế này, nó hở như này mà các bạn nào mà xịt không cẩn thận ấy và bắn nước vào đây làm sai chỉ số thì nó sẽ hỏng luôn cái máy điều hòa, hoặc là lỗi báo lỗi vài ngày sau mới chạy được. Đấy là về cái việc bảo dưỡng điều hòa. Thế thì các bạn có thể xem qua cái video là bên trong điều hòa dàn lạnh là có cái gì, thì các bạn có thể xem qua như vậy. Thế thì mình sẽ nói tất tật về điều hòa, về cái việc bảo dưỡng là như thế, là chúng ta chủ yếu là rửa dàn. Đấy, bảo dưỡng là chủ yếu là anh em là đến là rửa dàn nóng và dàn lạnh. Tiếp theo thì phần phụ thì chúng ta có thể rửa lưới. Đấy, rửa lưới này thì là khách hàng tự tháo ra tự rửa được rồi. Đấy, mình vừa chỉ cho bạn cái lưới xanh xanh đấy. Đấy, lưới dàn lạnh chúng ta sẽ xa cái lưới dàn lạnh. Đấy, lưới dàn lạnh điều hòa. Xa cái lưới dàn lạnh điều hòa nhá. Đây không có cái ảnh nào. Đây, đây chính là những cái lưới này, đây chính là những cái tấm này. Đấy, trước và sau khi rửa đây, anh nhìn này, trước khi rửa, sau khi rửa nó sẽ này là bẩn, nó toàn bẩn, nó bưng bít này, nó kín. Thì sau khi anh em rửa nó sẽ thông thoáng cái này thì anh em sẽ gọi là cũng gọi là vệ sinh bảo dưỡng được rồi. Đấy, thì nó sẽ làm cho cái điều hòa nó thở tốt hơn, nó thổi ra cái gió nó thông thoáng và nó không bị ẩm mốc, không bị ngạt, không bị hôi hám. Thế thì nó là như thế. Nên là lưới lưới dàn lạnh nhá, lưới dàn lạnh. Dàn nóng thì không có lưới đúng không ạ? Dàn nóng không lưới. Thế thì chúng tôi là thường là tôi chỉ bảo dưỡng như vậy thôi. Thế còn trong đó nó sẽ có cái quạt, phần phụ nó sẽ có cái quạt dàn nóng và quạt dàn lạnh, thì anh em cũng cố gắng là xịt vào cái này, quạt dàn nóng và dàn lạnh là có hai cái quạt, là anh em cũng xịt những cái quạt đó. Rồi đây quạt dàn này, bạn nhìn đây là cái củ quạt, chúng ta không vệ sinh cái này mà chúng ta vệ sinh đây này, chúng ta vệ sinh cái đây. Đấy, cái này khách hàng là sẽ không nhìn thấy được đây, cái tròn tròn bên trong đó đấy. Đấy, đây củ cái đây 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 chính là cái này. Đây đây là anh em vệ sinh cái này, là anh em xịt nước vào trong cái quạt dàn lạnh này. Đấy, còn thường thì quạt dàn nóng này anh em cứ phụt thẳng thôi, bởi vì là khi mà các bạn mà mưa gió này khác thì cái quạt dàn nóng nó tự sạch rồi. Thế thì đấy là định nghĩa về cái việc vệ sinh điều hòa, là anh em tôi là vệ sinh những cái việc như thế thì quý khách hàng biết cho. Thứ hai là về cái việc là nó sẽ hỏi là bao lâu để chúng ta sẽ vệ sinh. Thì cái việc bao lâu về vệ sinh bảo dưỡng này thì Lộc sẽ yêu cầu quý vị các bạn tập trung chủ yếu là cái lưới dàn lạnh. Thì một mùa hoặc là 6 tháng một lần, thì các bạn 6 tháng một lần làm cho mình rửa cái lưới dàn lạnh. À, cái lưới dàn lạnh thì anh em đã nhìn thấy rồi đúng không ạ? Cái lưới dàn lạnh là đây. Đây cái lưới dàn lạnh này, một mùa tức là hoặc là nửa năm, hoặc 6 tháng hoặc là 3 đến 4 tháng, anh em phải rửa cái này một lần cho mình, tự tháo ra tự rửa. Đây là khách hàng, cái này là khách tự làm, mình sẽ gạch luôn là khách tự làm. Tự làm. Thế còn khi nào mà gọi thợ thì có nghĩa là mình quy định tất cả các máy điều hòa là 2 năm một lần. Tức là hai mùa thì các bạn sẽ một lần vệ sinh rửa dàn. Có trường hợp phải cần 1 năm 2 lần, à 1 năm 1 lần. 1 năm 1 lần. Thì trường hợp đấy là một là điều hòa các bạn là điều hòa 2 chiều. 2 chiều là do là mùa nào các bạn cũng dùng, mùa đông cũng như mùa hè. À, mùa nào bạn cũng dùng. À, thứ nhất là 2 chiều, đúng không ạ? Mùa nào các bạn cũng dùng, mùa đông cũng như mùa hè, thì cho nên là các bạn sẽ phải 1 năm 1 lần. Còn người ta là điều hòa, còn nếu là mà mùa đông ít dùng hoặc mùa hè ít dùng, nếu mà ít dùng thì cứ 2 năm các bạn làm một lần. Thế thì có trường hợp là 1 năm 1 lần, ví dụ như các bạn là nhà các bạn ấy là nhà mặt đường đấy, nhiều bụi đấy, hay nhà các bạn làm những công việc ví dụ như làm xưởng gỗ, nhà bạn có xưởng gì đó, xưởng gỗ hay là xưởng cơ khí đúng không ạ, hay là nhà các bạn là xây dựng đấy, hàng xóm mà các bạn xây dựng, hàng xóm nó sơn sửa đấy, vân vân, là các lý do làm cho máy điều hòa nhanh bẩn hơn bình thường, thì các bạn sẽ 1 năm 1 lần. Đấy thì các bạn sẽ chú ý cho mình. Còn có nhiều người cứ hỏi là nhà cô mới mua máy 1 năm thì đã vệ sinh chưa. Còn nếu các bạn mà nhà các bạn mà
sạch sẽ, tức là không bao giờ là cái phần căn phòng bạn nó bẩn, không mở cửa để cho căn không phòng bạn nước sữa phòng của bạn lúc nào cũng được giữ sạch sẽ. Cùng với đó là các bạn cũng ít dùng điều hòa, thì các bạn có thể là 3 năm một lần đấy, các bạn có thể 3 năm một lần hoặc là 4 năm một lần. Rồi nếu như các bạn quan trọng cho mình là các bạn phải làm cái việc đó là vệ sinh lưới dàn lạnh, đúng không ạ? Vệ sinh lưới dàn lạnh 6 tháng. Đó, lưới dàn lạnh là cái này, đúng không ạ? Lưới dàn lạnh, các bạn vệ sinh cho mình cái lưới dàn lạnh này. Đấy, lưới dàn lạnh là 6 tháng một lần, 4 tháng một lần, thế tùy theo các bạn. Thế rồi, thế cái lợi ích của cái việc mà vệ sinh điều hòa. Đấy, lợi ích của việc vệ sinh điều hòa thì có những người nói về cái việc là lợi ích nó chẳng có lợi ích gì mấy cả, chỉ là làm tốn tiền cho các ông, đến các ông chả có lợi ích gì mấy. Thế thì mình sẽ nói này, nói như thế là có nhiều người nó không đúng, đúng không? Bởi vì cái điều hòa nhà bạn nó bẩn thì chắc chắn nó sẽ có mùi hôi, đúng không? Thế mà các bạn vệ sinh thì nó sẽ khử được cái mùi hôi đấy, chắc chắn là như vậy rồi. Thế còn các bạn cảm thấy ôi máy của tôi cứ rửa lưới sạch sẽ, rửa lưới dàn lạnh sạch sẽ rồi nó chả có mùi hôi nào cả, thì thôi, thế thì các bạn không cần phải vệ sinh làm gì cả. Nó có làm cho máy cái việc vệ sinh điều hòa này sẽ làm cho máy thoáng sạch, nó sẽ khiến cho dàn lạnh giải nhiệt tốt thì phòng sẽ lạnh nhanh, đúng không? Phòng lạnh nhanh, và phòng lạnh nhanh thì sẽ tiết kiệm điện, đúng không? Tiết kiệm điện, nhanh mát, nhanh lạnh, đúng không? Tiết kiệm điện và bền bỉ cho block, cho máy nén đi, các bạn không không hiểu từ block, cho máy nén. Bởi vì máy nén nó làm việc nó nhanh lạnh nhá, nhanh lạnh thì bởi vì là như cho nên là máy, bởi vì là máy nén nó sẽ làm việc ít hay làm việc bởi vì nén máy sẽ làm việc đủ công suất, đúng không ạ? Tức là nếu như các bạn để một cái máy mà nó bẩn, đúng không? Máy nó bẩn thì đáng nhẽ như cái phòng của các bạn là nửa tiếng là phải mát rồi, nhưng mà bây giờ lại 45 hay là 45 phút hay là 1 tiếng nó mới mát cơ. Thế thì cái máy nén nó sẽ bị làm việc nhiều hơn bình thường, thì nó sẽ giảm cái tuổi thọ của cái máy nén này. Thế cho nên cái việc lợi ích của cái việc vệ sinh điều hòa là chủ yếu là hai cái việc lợi ích ở cái chỗ này. Đấy, thì chủ yếu là như vậy. Thế rồi còn những cái ví dụ như là tắc đường ống nước hay là những cái này khác thì có lẽ nó không quan trọng lắm, chủ yếu là cái việc lợi ích điều hòa nó là như vậy. Vệ sinh điều hòa này các bạn có thể vào kênh YouTube của Lộc, vệ sinh bảo dưỡng điều hòa là đánh rửa này khác, đúng không? Đây là cái video mà Lộc đi báo giá bơm ga. Đấy, tra cái từ Lê Lộc đi, Lê Lộc đấy, Lê Lộc, thì mình sẽ tra các bạn về cái việc đây, mình bảo dưỡng điều hòa đây, đây cái việc bảo dưỡng điều hòa đây, các bạn thấy này, đây mình dựng thang này, đấy là mình trèo lên này, mình có máy bơm này, đấy, sau đó là mình xịt cái dàn lạnh như thế này, đấy, mình giữ nguyên cái mặt nạ để nó chống bắn vào những cái mình giữ nguyên cái mặt nạ là để nó chống bắn vào màn, chống bắn vào ảnh này, đấy, nó không bắn lung tung, đấy, vì cái máy này tương đối là sạch, mình không muốn nâng nước đâu, bắn lung tung này mình vẫn để như này, đấy, mình đã xịt như thế này, đấy. Đây là cái thông thường là mình làm là như vậy. Đấy, khách hàng cứ để ý là như vậy. Thì các bạn cứ nhìn cái việc mà Lộc làm đấy, các bạn sẽ hiểu. Có cái video nào đây, có đây video này là Lộc, anh Tiến anh cũng làm như vậy. Mình chia sẻ đây, anh Tiến cũng làm như vậy. Đấy, cái con này là lưới, lưới nó ở bên trên, thì anh cũng mang bạt vào rồi anh cũng xịt từ bên trên xịt xuống. Đây, lưới ở bên trên cùng này và anh đã lấy ra rồi, và anh cũng xịt từ bên trên này xịt xuống thôi. Đấy. Đấy, anh em thấy là đây đây anh xịt từ bên trên này xịt xuống. Thế đây là Samsung kiểu cấu trúc khác, thế là anh em mình làm như vậy chứ anh em mình không bao giờ tháo hết cả cái vỏ ấy ra cả, bởi vì chủ yếu là tôi bảo vệ dàn và vệ sinh dàn thôi, tôi vệ sinh cái vỏ làm gì, nó có ảnh hưởng gì đến cái việc ấy đâu, đúng không? Tất nhiên là cái vỏ nó sẽ có một tí bẩn, nhưng mà khi mà tôi phục thế này thì nó sẽ sạch luôn cả cái bên trong rồi, sạch luôn cả cái vỏ rồi, đúng không? Đấy, để cho anh em hiểu về cái việc vệ sinh điều hòa như vậy. Nó xịt sẽ sạch luôn cái vỏ rồi, sau đó tay tôi anh em tôi dùng sấy sạch anh em tôi lau là được, không cần phải có ấy. Thế còn cái việc vệ sinh cục nóng đây, vệ sinh cục nóng là thường anh em tôi sẽ cho cái mỏ lết, một cái mỏ lết ở trong này để giữ cái cánh quạt nó không quay tròn, thì nó sẽ khó, nước nó sẽ khó vào trong cái dàn bên trong này đấy, nên anh em tôi sẽ xịt ngoài quạt này đấy, những chỗ nào có thể đưa được vòi phun vào tôi sẽ đưa hết cỡ vào. Thế còn con nào mà nó vị trí mà nó không bị như con này, không phải trèo leo phải đứng phải xa này, thì em sẽ cố gắng là tháo cái nắp ở trên đỉnh điều hòa ra,
tháo cái nắp ở trên lóc điều hòa ra để xịt xuống từ trên xuống thì nó sẽ sạch hơn. Đấy, thì đấy là mô tả cho anh em về cái việc vệ sinh điều hòa của anh em mình hay làm. Thì anh em có thể thấy đây là các quý khách hàng có thể thấy đây là rất nhiều các con người khác đây họ đi vệ sinh điều hòa đây. Đây tác nghiệp đây họ vệ sinh lau chùi sạch sẽ lắm. Đó, đây đây. Đây là anh em đây, mình sẽ cố gắng tôi nhanh không dính bản quyền đây. Đây tắt điều hòa đi đây, lau chùi sạch sẽ này, kỳ cọ này đấy. Lau như thế này làm gì cho vất vả đúng không ạ? Cái này ta chỉ cần bơm áp lực ta xịt một phát hay là sạch hết. Lưỡi nọc này ta cứ dùng bơm áp lực ta xịt một phát là sạch hết. Đấy, không cần lau chùi kỹ nữa rồi. Đấy, lại đánh như thế này, đánh bằng trắng như thế này thì nó không phải là bảo dưỡng rồi, mà cái này là người ta gọi là gọi là người ta gọi là tái chế một cái máy rồi. Nó không phải là vệ sinh nữa, không phải bảo dưỡng nữa mà nó như là đánh bóng nó như là cái gì quá sạch. Cái mức giá nó sẽ là rất là cao chứ không phải là lấy 200-300 nghìn mà có thể lấy 200 nghìn mà có thể là bảo dưỡng được như vậy. Nó chỉ là bảo dưỡng là anh em tôi làm cái này đấy, anh em phải nhớ là bảo dưỡng cái lưới này. Thế thì có lẽ là những kiến thức về cái việc bảo dưỡng điều hòa thì có nghĩa là đến đây là mình sẽ là làm đủ đầy đủ cho anh em rồi. Thế còn cái phần cuối cùng trong video này mình sẽ nói thêm của cái việc đó là cuối cùng trong video này mình sẽ nói thêm cái việc là điều hòa của chúng ta đấy bao lâu thì hết ga. Đọc đó thật là nếu như nói bao lâu thì hết ga thì điều hòa không mà hết ga được nếu như đường ống không bị hở, nếu như thợ lắp đặt chuẩn, đường ống không bục không hở, dàn không bục không hở, nhà máy sản xuất họ cũng test cẩn thận không bục không hở thì không bao giờ hết ga, mãi mãi đến 10 năm sau 20 năm sau cũng không hết ga được. Nhưng mà nếu như có một vết hở đó rất là nhỏ thì có thể là 2 năm sẽ hết ga, rất là nhỏ, 2 đến 3 năm sẽ hết nhãn ga. Và các bạn phải bổ sung và làm thêm, cứ 2-3 năm phải làm thêm, nếu mà nó là nhỏ hoặc là 4 năm. Thường thì mình làm rất nhiều kinh nghiệm rồi thì con nào mà bị hở một cái chỗ nào nó rất là nhỏ, không thể tìm ra được, rất là nhỏ không thể tìm thì cứ 3 năm là sẽ lại phải bơm khoảng tầm lửa bình ga một lần. Đấy, bổ sung một lửa, thì bổ sung một lửa thì nó chỉ tầm 300 nghìn thôi, 2-300 nghìn gì đó, 300 nghìn độ ra, 2-3 hoặc 400 nghìn tùy theo là cái loại ga gì, loại ga gì. Thế còn thường thì là không bao giờ hết ga, mà đa phần là không hết ga, vĩnh viễn không hết ga được, bởi vì là thợ lắp đặt rất là chuẩn rồi. Thế còn cái việc mà nếu như mà máy mà hết ga đấy, một năm một lần thì phải kiểm tra đường ống xem bục hay không. Và thường là máy mà hết ga này, máy mà dùng được một tháng hay là một năm hết ga một lần thì các bạn kiểm tra đường ống hết ga hay không. Thì đấy là chủ yếu là video mình sẽ nói về việc vệ sinh bảo dưỡng điều hòa thôi. Thì mình sẽ xin dừng video và kết thúc video này đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và chúng ta sẽ không và Lộc xin cảm ơn tất cả các quý khách đã tin tưởng vào cái công việc mà Lộc làm trong thời gian qua. Và tất nhiên là có những cái lúc nào ấy mà Lộc làm mà đã làm phật lòng của quý khách hàng thì khách hàng có thể tha thứ và thông cảm cho. Còn cái công việc của anh em Lộc làm là như những gì Lộc nói qua video này và Lộc anh em sẽ làm như thế thôi, sẽ không có gì nhiều hơn và không có gì bớt đi cả. Làm nó đủ với tính chất là giá tiền là 180-200. Trường hợp mà anh em muốn đàm phán là làm kỹ cho tôi như thế này kia đấy, là mất thời gian này tôi sẽ trả tương đi tiền, thì anh em cứ hợp đồng riêng, nhắn tin Zalo, Facebook, gọi điện. Thực ra thì các bạn nên nhắn tin nhé, nhắn tin, bởi vì Lộc rất là bận và không có thể lúc nào cũng bắt điện thoại được. Và thật sự là nhiều khi bắt nó không muốn nghe đâu, bởi vì nhắn tin này để khi nào mà mình trả lời mình rảnh hoặc mình ấy là mình trả lời ngay, không mình không muốn là đang làm việc lại bị gián đoạn phải nghe điện thoại. Mình sẽ ra mình sẽ nhắn tin cho nó dễ, trừ trường hợp là cái việc nó phải cấp bách quá hay nó phải là cái gì đó phải cần gọi điện thì các bạn hãy gọi điện nhé. Đấy, thì đấy là mình chia sẻ với các bạn. Còn điện thoại của Lộc thì luôn luôn chờ đợi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye.